Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn coi đây là cái body của con BAZ672. Hôm rồi mình cũng làm rồi, nhưng ở đây nó hơi ồn bởi vì mình không có quay được. Đây. Đó. Nó đã định hình được. Này còn ở phần nội thất bên trong. Thiết kế chỗ để pin ESC. Con này nó rộng do là con xe bus, bởi vì rất là rộng, bởi vì mình có thể để được pin bộ điện. Đây, mình đã làm cái body phía trước, cái mặt ga lăng phía trước. Để làm được một con xe như vậy thì mình trước hết mình phải có một bộ khung bằng định hình cho nó được là khoảng cách giữa hai trục nó là bao nhiêu. Đây, đây là khung sườn của W-Bend, là mình lấy tạm một con để ra làm. Con này là mình đã nâng nó lên nè bạn, nâng cái cầu trước lên để cho được hai khoảng cách giữa hai trục này nó đồng đều với xe. Khoảng cách giữa hai trục là 20,7 cm. Trước khi làm á, thì các bạn phải đo, phải biết được canh, phải coi chiếc xe đó là khoảng cách giữa hai trục nó khoảng bao nhiêu để mình làm xe cho nó phù hợp. Đây. Do cái bàn nhỏ quá bởi vì mình để không có hết. Đây là những cái phần mà mình đã cắt ra sơn riêng. Đấy, mấy cái này cũng vậy, chừng nữa cái này là sơn riêng rồi mới sẽ ráp vô. Đây, cản phía trước mình sơn riêng. Đây, sơn riêng hết. Chứ khi mà bạn không sơn riêng, bạn ấy vô bạn sơn là nó sẽ tèm lem. Phần tiếp theo là mình sẽ làm cái nắp đây. Đây là matit, nó che đi hết mấy cái chỗ mà lồi lõm mà nó bị khuyết điểm. Chét xong rồi cái đầu mình chà với nhám mịn lại. Đây, chừng nữa cái này cũng ấy matit lại hết để cho nó láng lại hết, cho nó không có bị sần. Thật sự là những chiếc xe mà nó có một cái body mà tròn tròn, bo bo cạnh cạnh gì rất là khó nghe các bạn. Đấy, mình phải canh, mình phải đo cho nó chính xác. Cửa này chừng nữa sẽ mở được luôn nghe các bạn. Phản tại vì mình đang cố định cái này để mình làm cái nắp, rồi sau đó mình sẽ cắt cái cửa này ra và sẽ làm mở cửa được. Đó, bạn thấy không? Đó, nó hơi bò, nó phải bò tròn như vậy nè, nó giống như một chiếc xe, giống như một chiếc hình chiếc xe thiệt. Thank you.
Đấy, các bạn thấy không? Đó, nó bò tròn. Đó, cái đít. Làm cái này cũng khó lắm nha các bạn. Ở FameMax này nó rất là khó. Nếu mà không có biết nương theo với nó làm tới mấy cái khúc tròn này làm rất là khó. Trước khi làm mình cũng đã lưu lại một bảng giống gì. Đó, mình cũng phải vẽ lên. Đấy. Ổn định cái khung sườn rồi sau đó mình để lên gì đó, mình vẽ hai cái bánh đó sao cho nó đồng đều đó. Rồi mình mới vẽ hai cái bánh này lên đây đó. Đây là cái bảng lưu lại, mình làm chiếc xe nào cũng phải lưu là một bảng để chừng nữa mà có làm đó, thì mình lấy cái bảng này ra mình làm cho nó lẹ, chứ ngồi đó mà đo lại nữa chắc mất thời gian dữ lắm. Mấy cái này gì nữa mình sẽ vẽ lại cho nó ngay lại. Đo lại. Đấy, bạn thấy cái đít này không? Đó, nó bò tròn. Đó. Mình phải vẽ, bạn phải vẽ được cái này, phải cắt được cái vòng cung này, rồi sau đó bạn sẽ đây giống như mình đó. Mình phải cắt được cái này, chừng nữa mình sẽ cắt cái này lại, mình sẽ cố định ở trên cái này đó để mình làm cái nóc ở trên, rồi sau đó mình sẽ gỡ bỏ nó ra để cho cái trên kia nó cố định lại. Khi mà có cái nóc ở trên đây thì mấy cái khung này rất là cứng, nó cứng lại, nó không còn ấy. Này các bạn thấy không, nó cũng cứng rồi đó. Các format á, thì mình đi kiếm mấy cái tấm bảng mà affix, mà cái này nè có mấy hình ta dán, là dán một nửa nè đó, thay vì chứ thật sự là có miếng thêm miếng dán này nè, bạn cắt thật sự là cái chiếc xe của bạn cứng dữ lắm, rất là cứng, cực kỳ cứng. Còn để mà làm được cái vòng cung này nè, vòng cung này thì các bạn chia ra, thật sự chiếc xe này là mình làm mình chia ra đó, cái từ từ cái đầu này cho tới cái đầu này mình làm cái, mình sẽ cắt cái nó ra mình làm trước, rồi sẽ phần đít phần đầu mình làm trước, cái mặt ca lăng phía trước mình làm trước cái này đó, sao cho nó giống chiếc xe thiệt. Bạn thấy không, nó có cái độ xiên đấy. Rồi chừng nữa mình làm thêm cái kính của cái này thì mình phải giữ lại, mình cắt cái này xong mình cắt cái vòng cung ở trước đây mình giữ lại, đây mình giữ lại hai miếng này để chừng nữa mình ướm lên cái miếng mica của mình sẽ cắt nó và mình sẽ uốn nó theo cái này, khi mà ráp vô thì nó rất là đều. Bạn đừng có bỏ mấy cái này, thế gì chứ sau này khi mà mình làm cái kính á thì mình cần tới mấy cái này, cũng như cái đít này cũng vậy. Đấy, đây cái cửa sổ này sau này bạn cần lại cái tấm này, cái miếng này để mà mình ấy lên cái mica của mình á, rồi mình cắt theo, rồi mình sẽ sử dụng cái máy khò đó. Mình khò cho nó ống nó nóng lên, nó mềm là cái đó mình uốn theo. Chứ bỏ gì nữa mình cắt lại cũng hơi là khó, mình đo lại cũng hơi là khó. Cái này khi nào mà hoàn thành ở bên trong cũng phải sơn, mình sơn lại hết đầy đủ lại hết, sử dụng là ghế da nha các bạn, mình sẽ làm là ghế bằng bọc da. Thì chiếc xe thiệt á, của người ta làm á, thì cũng rang gì đó, người ta cũng phải làm từng phần ráp vô từng phần gì thôi, thì mình cũng làm y chang như người ta vậy đó.
Đó, mình lát vô từng phần nè, các bạn thấy không, có mấy cái đường này nè, mình chừng nữa mình sẽ chà bả mà tít lại cho nó mịn lại đấy. Cái này nữa là làm lưới lưới tản nhiệt. Các bạn thấy rất là đều phía sau phía trước. Tổng thể chiếc xe phải cho nó đều. Cái chỗ bo này nè, các bạn phải làm, để mình lấy cái này cho các bạn coi. Đây, ví dụ đi một miếng gì đúng không? Đây, mình làm cái này là đã bị bỏ rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Trước khi mà muốn uống cái này đúng không? Mình phải coi cái tấm phơm của mình á, nó theo cái chiều nào mình bẻ. Là giống như cái tấm này đó, thấy không, các bạn sẽ cầm tấm phơm bẻ qua bẻ tới bên luôn, mình sẽ biết là nó đang ở cái chiều nào, mình nương theo cái chiều đó. Thí dụ đi tấm này đây mình bẻ gì, có nghĩa là tấm phơm của mình là nó có cái chiều này, nó uốn theo được chiều này. Còn bẻ theo cái chiều này nó cứng, có nghĩa là cái chiều ngược. Rất là cứng, mình không có thể nào mà mình uốn theo ấy, mình chỉ có uốn theo cái chiều của nó rồi để cho nó dễ uống nữa. Thì bạn lấy cái dao á, bạn cắt khía khía, bạn cắt cắt nhỏ 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 gì để khi biết gì không mình uống gì đó, rất là dễ. Phơm là phơm 5 ly nha, đó, nó rất là dày. Nhưng mà nó lại đạt cái độ cứng nhất định cho chiếc xe. Cái này mình làm mình bỏ rồi, mình lấy ra mình cho các bạn coi. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Đó. Rất là dễ. Dễ uống. Còn mày uống theo cái chiều ngược lại của nó, bẻ cũng không nổi nữa. Rất là khó. Còn cái này là cái cửa. Cái cửa là cũng là cắt từ cái này ra. Đó. Các bạn phải giữ lại mấy cái này, sau này mình cắt ra, mình làm cái cửa xếp. Cái sàn này sẽ là sàn bằng gỗ nha các bạn. Cái sàn sẽ bằng gỗ, mình sẽ bọc da lên, rồi sau đó mình sẽ bắt thẳng xuống dưới cái khung. Rồi, để hôm nào hoàn thiện nữa mình sẽ quay tiếp. Tại do cái này nó bự quá, mình không có thể nào vừa làm vừa review được. Cứng, rất là cứng nha các bạn. Chiếc xe là phải giống nhất là cái phần mặt phía trước của nó. Rồi, cảm ơn là các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì ấn nút đăng ký subscribe để cho mình chừng nữa ra thêm nhiều video nữa. Tại bây giờ mới làm YouTube, bởi vì cũng chưa có biết mà cắt cân chỉnh rồi cắt video rồi làm hiệu ứng này hiệu ứng kia cho các bạn xem, thì từ từ mình cũng đang học hỏi rất là nhiều. Rồi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Rồi, tạm biệt. Hi, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn coi. Đây là cái body của con BAZ 672. Hôm rồi mình cũng làm rồi, nhưng ở đây nó hơi ồn bởi vì mình không có quay được. Đây. Đó. Nó đã định hình được. Này còn ở phần nội thất bên trong. Thiết kế chỗ để pin ESC. Con này nó rộng do là con xe bus, bởi vì rất là rộng, bởi vì mình có thể để được pin bộ điện. Đây, mình đã làm cái body phía trước, cái mặt ga lăng phía trước. Để làm được một con xe như vậy thì mình trước hết
mình sẽ có một bộ khung bạn định hình cho nó được là khoảng cách giữa hai trục nó là bao nhiêu. Đây đây là khung sườn của W-Bend, là mình lấy tạm một con để ra làm. Con này là mình đã nâng nó lên nè bạn, nâng cái cầu trước lên để cho được hai khoảng cách giữa hai trục này nó đồng đều với xe. Khoảng cách giữa hai trục là 20,7 cm. Trước khi làm á, thì các bạn phải đo, phải biết được canh, phải coi là chiếc xe đó là khoảng cách giữa hai trục nó khoảng bao nhiêu để mình làm xe cho nó phù hợp. Đây. Do cái bàn nhỏ quá bởi vì mình để không có hết. Đây là những cái phần mà mình đã cắt ra sơn riêng. Đấy, mấy cái này cũng vậy, chừng nữa cái này là sơn riêng rồi mới sẽ ráp vô. Đây cản phía trước mình sơn riêng. Đây sơn riêng hết. Chứ khi mà bạn không sơn riêng, bạn ấy vô bạn sơn là nó sẽ tèm lem. Phần tiếp theo là mình sẽ làm cái nắp đây. Đây là matit, nó che đi hết mấy cái chỗ mà lồi lõm mà nó bị khuyết điểm. Chét xong rồi cái đầu mình chà với nhám mịn lại. Đây chừng nữa cái này cũng ấy matit lại hết để cho nó láng lại hết, cho nó không có bị sần. Thật sự là những chiếc xe mà nó có một cái body mà tròn tròn, bo bo cạnh cạnh gì rất là khó nghe các bạn. Đấy, mình phải canh, mình phải đo cho nó chính xác. Cửa này chừng nữa sẽ mở được luôn nghe các bạn. Phản tại vì mình đang cố định cái này để mình làm cái nắp, rồi sau đó mình sẽ cắt cái cửa này ra và sẽ làm mở cửa được. Đó, bạn thấy không? Đó, nó hơi bò, nó phải bò tròn như vậy nè, nó giống như một chiếc xe, giống như một chiếc hình chiếc xe thiệt. Đây, đấy các bạn thấy không? Đó, nó bò tròn, đó, cái đít. Làm cái này cũng khó lắm nha các bạn. Ở frame mat này nó rất là khó. Nếu mà không có biết nương theo với nó làm tới mấy cái khúc tròn này làm rất là khó. Đây. Trước khi làm mình cũng đã lưu lại một bảng giống gì. Đó, mình cũng phải vẽ lên. Đấy.
ổn định cái khung sườn, rồi sau đó mình để lên gì đó, mình vẽ hai cái bánh đó sao cho nó đồng đều đó. Rồi mình mới vẽ hai cái bánh này lên đây đó. Đây là cái bảng lưu lại, mình làm chiếc xe nào cũng phải lưu là một bảng để chừng nữa mà có làm á, thì mình lấy cái bảng này ra mình làm cho nó lẹ, chứ ngồi đó mà đo lại nữa chắc mất thời gian dữ lắm. Mấy cái này gì nữa mình sẽ vẽ lại cho nó ngay lại, đo lại. Đấy, bạn thấy cái đít này không? Đó, nó bò tròn. Đó. Mình phải vẽ, bạn phải vẽ được cái này. Phải cắt được cái vòng cung này. Rồi sau đó bạn sẽ đây giống như mình. Đó. Mình phải cắt được cái này. Chừng nữa mình sẽ cắt cái này lại. Mình sẽ cố định ở trên cái này đó để mình làm cái nóc ở trên, rồi sau đó mình sẽ gỡ bỏ nó ra để cho cái trên kia nó cố định lại. Khi mà có cái nóc ở trên đây thì mấy cái khung này rất là cứng, nó cứng lại, nó không còn ấy này, các bạn thấy không, nó cũng cứng rồi đó. Các format á, thì mình đi kiếm mấy cái tấm bảng mà áp phích, mà cái này nè có mấy hình ta dán là dán một nửa nè đó, thấy gì chứ thật sự là có miếng thêm miếng dán này nè, bạn cắt thật sự là cái chiếc xe của bạn cứng dữ lắm, rất là cứng, cực kỳ cứng. Còn để mà làm được cái vòng cung này nè, vòng cung này thì các bạn chia ra, thật sự chiếc xe này là mình làm mình chia ra đó, cái từ từ cái đầu này cho tới cái đầu này mình làm cái mình sẽ cắt cái nó ra mình làm trước, rồi sẽ phần đít phần đầu mình làm trước cái mặt ca lăng phía trước mình làm trước cái này à, sao cho nó giống chiếc xe thiệt. Bạn thấy không, nó có cái độ xiên đấy. Rồi chừng nữa mình làm thêm cái kính của cái này thì mình phải giữ lại, mình cắt cái này xong mình cắt cái vòng cung ở trước đây mình giữ lại, đây mình giữ lại hai miếng này để chừng nữa mình ướm lên cái miếng mica của mình sẽ cắt nó và mình sẽ uốn nó theo cái này, khi mà ráp vô thì nó rất là đều. Bạn đừng có bỏ mấy cái này, mấy cái này thấy gì chứ sau này khi mà mình làm cái kính á thì mình cần tới mấy cái này, cũng như cái đít này cũng vậy. Đấy, đây cái cửa sổ này sau này bạn cần lại cái tấm này, cái miếng này để mà mình ấy lên cái mica của mình á, rồi mình cắt theo, rồi mình sẽ sử dụng cái máy khò đó. Mình khò cho nó ống nó nóng lên, nó mềm là cái đó mình uốn theo. Chứ bỏ gì nữa mình cắt lại cũng hơi là khó, mình đo lại cũng hơi là khó. Cái này khi nào mà hoàn thành á, bên trong cũng phải sơn, mình sơn lại hết đầy đủ lại hết, sử dụng là ghế da nha các bạn, mình sẽ làm là ghế bằng bọc da. Thì chiếc xe thiệt á của người ta làm á thì cũng rang gì đó, người ta cũng phải làm từng phần ráp vô từng phần gì thôi, thì mình cũng làm y rang như người ta vậy đó. Đó, mình ráp vô từng phần nè, các bạn thấy không, có mấy cái đường này nè, mình chừng nữa mình sẽ chà bả mà tít lại cho nó mịn lại đấy. Cái này nữa là làm lưới lưới tản nhiệt. Các bạn thấy rất là đều phía sau phía trước, tổng thể chiếc xe phải cho nó đều. Cái chỗ bo này nè các bạn phải làm, để mình lấy cái này cho các bạn coi. Đây thì vô đi một miếng gì đúng không, đây mình làm cái này là đã bị bỏ rồi nè đó, các bạn thấy không, trước khi mà muốn uốn cái này đúng không, mình phải coi cái tấm phơm của mình á nó theo cái chiều nào mình bẻ, là giống như cái tấm này đó, thấy không,
các bạn sẽ cầm tấm phơm bẻ qua bẻ tới bẻ luôn, mình sẽ biết là nó đang ở cái chiều nào, mình nương theo cái chiều đó. Thí dụ đi tấm này đây mình bẻ gì, có nghĩa là tấm phơm của mình là nó có cái chiều này, nó uốn theo được chiều này. Còn mà bẻ theo cái chiều này nó cứng, có nghĩa là cái chiều ngược, rất là cứng, mình không có thể nào mà mình uốn theo ấy, mình chỉ có uốn theo cái chiều của nó rồi để cho nó dễ uốn nữa. Thì bạn lấy cái dao á, bạn cắt khía khía, bạn cắt cắt nhỏ 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 gì để khi biết gì không mình uống gì đó, rất là dễ. Phơm là phơm 5 ly nha, đó, nó rất là dày. Nhưng mà nó lại đạt cái độ cứng nhất định cho chiếc xe. Cái này mình làm mình bỏ rồi, mình lấy ra mình cho các bạn coi đó, thấy không các bạn thấy không, đó, rất là dễ dễ uống. Còn mày uống theo cái chiều ngược lại của nó bẻ cũng không nổi nữa, rất là khó. Còn cái này là cái cửa là cũng là cắt từ cái này ra đó. Các bạn phải giữ lại mấy cái này, sau này mình cắt ra mình làm cái cửa xếp. Cái sàn này sẽ là sàn bằng gỗ nha các bạn, cái sàn sẽ bằng gỗ, mình sẽ bọc da lên rồi sau đó mình sẽ bắt thẳng xuống dưới cái khung. Rồi để hôm nào hoàn thiện nữa mình sẽ quay tiếp, tại do cái này nó bự quá mình không có thể nào vừa làm vừa review được, cứng rất là cứng nha các bạn. Chiếc xe là phải giống nhất là cái phần mặt phía trước của nó. Rồi cảm ơn là các bạn đã xem video của mình, nếu các bạn thấy hay thì ấn nút đăng ký subscribe để cho mình chừng nữa ra thêm nhiều video nữa, tại bây giờ mới làm YouTube bởi vì cũng chưa có biết mà cắt cân chỉnh rồi cắt video rồi làm hiệu ứng này hiệu ứng kia cho các bạn xem, thì từ từ mình cũng đang học hỏi rất là nhiều. Rồi xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, rồi tạm biệt.